Thưa quý vị, liên tục những vụ việc tai nạn đuối nước thương tâm diễn ra những ngày vừa qua, một lần nữa lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn khi tắm sông tắm biển trong những ngày nắng nóng. Một điểm chung của các vụ việc xuất phát từ sự chủ quan và thiếu các kỹ năng mềm. Mùa nắng nóng đã đến, kỳ nghỉ hè cũng sắp bắt đầu. Việc nâng cao cảnh giác với nguy cơ đuối nước cần được quan tâm hơn, đặc biệt là với trẻ em. Mặc dù có đem theo áo phao, nhưng vì cháu không chịu mặc khi xuống sông tắm, nên chị Thắm phải ngồi canh chừng như thế này. Tuy nhiên, giải pháp này cũng không chắc chắn là mấy, khi mà sự cố diễn ra trong môi trường nước thường diễn biến rất nhanh và khó xử lý. Hắn có pháo đó mà hắn chịu mang pháo kìa. Hắn biết bơi, tôi biết như nhỏ là biết bơi rồi, lặn giỏi lắm. Bởi em phải ngồi cánh chân và không dám cho ra ngoài xa, ra xì phải kiếm vô và cho tầm càng càng đấy, ngồi cánh chân coi nữa kìa. Trong những buổi chiều nắng nóng, tại nhiều khu vực trên sông Hương, tập trung một lượng người tắm sông rất đông, người lớn có, trẻ em có. Theo quan sát thì đa số người dân đều đã tự trang bị áo phao hoặc các vật dụng hỗ trợ khi xuống nước. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp chủ quan, trong đó có rất nhiều trẻ em. Nói vậy đó, khi mà hậu sự là không trở tay kịp. Chứ mình có muốn nhảy thì phải cởi dây cởi được, mà sức mẻ mà là hằng nhiều khi ngục ngay trong thùng nữa không, hay cái bệnh nữa không cũng bị cho hồn nghĩa đấy. Cho nên phụ huynh nên mặc một phao là chắc chẳng hơn. Bơi đồ nhảy đồ nhanh lên. À, không có phải thì có vấn đề nguy hiểm hơn. Đó. À, hiểm thì đôi lúc là thế, đôi lúc là bị chuột rút. Mình có pháo như già đi, mình có pháo đi là thấy cũng được rồi. Tai nạn thương tích ở trẻ em mà đặc biệt là đuối nước là loại hình tai nạn thường xảy ra nhiều nhất trong mùa hè. Không chỉ riêng ở khu vực sông Hương mà ở các ao hồ, sông suối hay các bãi biển đều tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không có sự giám sát chặt chẽ của người lớn. Ví dụ gần nhất, trong ngày 15 tháng 5, một vụ đuối nước trên biển Vinh Thanh cũng đã xảy ra khiến một em học sinh tử vong. Mùa nắng nóng năm nay được xác định là khắc nghiệt với nền nhiệt cao, do đó việc tắm sông, tắm biển chắc chắn sẽ gia tăng. Mỗi bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác hơn nữa trong vấn đề này để đảm bảo cho con em một mùa hè an toàn.